Giá vàng hôm nay mùng 8 tháng 7, giá vàng thế giới đảo chiều tăng nhẹ chấm dứt chuỗi ngày giảm giá. Trong nước, giá kim loại quý này vẫn duy trì quanh mức 67 triệu đồng trên lượng. Rạng sáng ngày hôm nay, giá vàng miếng trong nước gần như đứng yên và giao dịch gần ngưỡng 67 triệu đồng trên lượng. Hiện tại giá kim loại quý trong nước đang ở niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức 66,45 triệu đồng trên lượng mua vào và 67,05 triệu đồng trên lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào ở mức và bán ra tương tự như khu vực Hà Nội. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang mua vào ở mức 66,45 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 67,05 triệu đồng trên lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào ở mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy, so với rạng sáng ngày trước đó, giá vàng SJC không đổi. Giá vàng PNG niêm yết ở mức 66,45 triệu đồng trên lượng mua vào và 66,95 triệu đồng trên lượng bán ra, không đổi so với rạng sáng trước đó. Trong khi đó, vàng Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng 40.000 đồng ở chiều mua lên mức 66,46 triệu đồng trên lượng, nhưng giữ nguyên mức giá ở chiều bán là 67,03 triệu đồng trên lượng. Giá vàng thế giới rạng sáng ngày hôm nay đảo chiều tăng nhẹ, với vàng giao ngay tăng 13,6 USD lên mức 1.924,4 USD trên ounce. Vàng tương lai tháng 8 giao dịch lần cuối ở mức 1.932,5 USD trên ounce, tăng 11,7 USD so với rạng sáng ngày trước đó. Trong phiên giao dịch cuối của tuần, vàng đảo chiều tăng nhẹ khi báo cáo mới nhất được công bố cho thấy tăng trưởng việc làm đã giảm tốc độ vào tháng 6 khiến thị trường lao động Mỹ yếu đi một phần. Cụ thể, báo cáo của do Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy nền kinh tế mới nhất đã tạo thêm 209.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 6, thấp hơn ước tính là của Dow Jones là 240.000 và giảm so với mức tăng 339.000 vị trí trong tháng 5. Trước đó, báo cáo việc làm của ADF cho thấy khu vực tư nhân tại Mỹ đã tạo thêm 497.000 việc làm trong tháng trước. Các nhà kinh tế kỳ vọng mức tăng khoảng 226.000 việc làm. Báo cáo của ADF khiến nhiều người nghĩ rằng báo cáo việc làm của Bộ Lao động Mỹ cũng sẽ mạnh hơn nhiều so với dự kiến về tăng trưởng việc làm. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Trong tuần này, báo cáo việc làm của ADF lập trường diều hâu của Fed và biên bản cuộc họp tháng 6 đã ủng hộ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ đã nghiêng về những người muốn Fed tạm dừng thắt chặt trong tháng 7 và điều đó đã cung cấp hỗ trợ cho vàng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng dữ liệu này được cho là không đủ để thay đổi lập trường của Fed về chính sách tiền tệ trong tương lai và có thể giúp vàng thực sự bứt phá. Mặc dù vậy, nhiều nhà phân tích đang lạc quan về vàng vì họ tin rằng nếu có thể chịu được những cơn gió ngược hiện tại thì kim loại quý này có thể bứt phá mạnh mẽ trong tương lai nếu Fed kết thúc chu kỳ thắt chặt và chuẩn bị xoay trục chính sách tiền tệ. Các nhà phân tích của Hội đồng Vàng Thế giới đã lưu ý rằng trong môi trường hiện tại, vàng sẽ ít nhất mất mát hơn khi giảm giá và sẽ được nhiều hơn ở chiều tăng và chính điều này đã khiến vàng vẫn là tài sản quan trọng trong danh mục đầu tư. Vàng không chỉ nhận thấy sự hỗ trợ vững chắc mà còn có thể bắt đầu thu hút được nhiều sự chú ý của nền kinh tế toàn cầu bắt đầu thay đổi. Mới đây, Nga đã xác nhận các quốc gia thành viên của BRICS, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi và Brazil có kế hoạch giới thiệu một nền kinh tế tiền tệ mới được hỗ trợ bởi vàng. Các chuyên gia cho rằng xu hướng đô la hóa này sẽ có lợi cho vàng trong tương lai dài hạn. Với giá vàng trong nước biến động nhẹ và giá vàng thế giới neo ở mức 1.924,4 USD trên ounce, tương đương gần 55,2 triệu đồng trên lượng. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank trừ thuế và phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện khoảng 12 triệu đồng trên lượng.